Chương 317. Cuộc đánh cược kinh thiên. Tên của ta đã sớm lãng quên rồi. Bây giờ mọi người gọi ta là Kỳ Bá, là quản gia của Tư Đồ gia. Ở đây có thiếu gia và đại tiểu thư, ta tự nhiên là phải đứng. Vương Siêu tiên sinh nên nói về chính sự của các ngài đi, không cần phải để ý tới một lão già như ta. Kỳ Bá bộ dáng cười như không cười, hơi cung kính một tí, bộ dáng rất khiêm nhường. Cái lễ nghi này thật là thú vị, bộ dáng giống như một lão quản gia ở xã hội cũ. Vương Siêu nghe được lời này, ánh mắt nhẹ nhàng di chuyển, không hề để ý đến vị Kỳ Bá này nữa. Kỳ Bá mặc dù là cao thủ nhất lưu, nhưng còn chưa đạt đến trình độ tụ đan, không thể bước vào hạng hai chữ tuyệt đỉnh. Trong thiên hạ, cũng chỉ có tuyệt đỉnh cao thủ cấp bậc tụ đan mới có thể được hắn đặt trong mắt. Kỳ Bá nhìn thấy Vương Siêu chuyển rời ánh mắt, tựa hồ có thể cảm giác được khí chất của vị cao thủ đệ nhất Á Châu này. Chòm râu trắng xóa trên cằm hơi khẽ động, nhưng trong nháy mắt đã phục hồi lại vẻ mặt như cũ. Không biết bên Hồng Môn có lựa chọn ra được người nào không? Vương Siêu thân thể hơi nghiêng tựa vào ghế salon, hiện ra một chút bộ dáng nhàn hạ. Về phần phụ trách của Nam Dương Đường Môn, hiện giờ chính là ta. Không biết bên Hồng Môn các vị ai là người tổ chức, có chọn ra được chưa? Lần này người phụ trách là Tư Đồ Nguyệt tiểu thư. Một người con mắt nửa mở nửa khép, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần, không muốn lãng phí một chút tinh lực mở miệng trả lời. Vương Siêu nhìn vị quyền sư này một chút, hắn vừa rồi tự xưng tên là Lữ Lão Bộc. Tên mặc dù hơi chút khó nghe, nhưng ẩn chứa dưới nó chính là khí chất của vị nhất lưu cao thủ. Lữ Lão Bộc mặc một kiện trường sa màu nâu, đội một chiếc mũ màu đen, ria mép hình chữ bát, cả người toát ra một cỗ khí chất rất giống với Lỗ Tấn. Vương Siêu cũng biết, bình thường khi hội họp lại thì những người Hoa ở hải ngoại có thân phận đều thích bận trường sam. Sáu người ở đây tại Mỹ Quốc mở võ quán, chỉ có bốn người là khoác cho mình một bộ trường sam. Chỉ có đại hán vạm vỡ hồ nhan là mặc một bộ tây trang rộng thùng thình. Còn có một người là La Phách, bận chính là một bộ đường trang. Ồ! Vương Siêu một lần nữa đánh giá Tư Đồ Nguyệt. Nữ nhân này hiển nhiên là không có chút thực lực, nhưng cũng chỉ là bình thường, không nói đến hóa kình, thậm chí ngay cả cấp bậc ám kình cũng luyện không tới. Lấy Tư Đồ Nguyệt ra thì vẫn còn kém nữ nhân bên trong quốc gia Chu Vũ Hình. Có thể đem các quyền sư danh tiếng cam tâm tình nguyện liên hợp, còn có thể để cho cao thủ như Kỳ Bá cam tâm tình nguyện làm quản gia, xem ra năng lực của Tư Đồ gia cũng không phải tầm thường. Khó trách Tư Đồ Quang lại dám có chủ ý với Đường Tử Trần. Vương Siêu tâm lý đối với thực lực của Tư Đồ gia nước Mỹ một lần nữa thay đổi cách nhìn. Tư Đồ Nguyệt đối mặt với ánh mắt đánh giá của Vương Siêu cũng không thèm để ý, bàn tay chậm rãi đưa ra, trên ngón tay lộ ra một vật màu xanh biếc, hình như tên của nó là Quý Phỉ Thúy Ban Chỉ. Tư Đồ Nguyệt tiểu thư, lần này là Đường Môn cùng Hồng Môn phòng ngừa xung đột xảy ra, liên hợp đứng lên. Tiểu thư nếu là người đại diện cho Hồng Môn, vậy sẽ có được một phương án hoàn mỹ. Sẽ không đem vấn đề này vứt sang cho Đường Môn chúng ta chứ? Ánh mắt Vương Siêu chớp chớp. Đương nhiên, lão gia nhà chúng ta có nói, đại hội võ thuật lần này sẽ là cơ hội để đem danh tiếng của người Hoa chúng ta lên cao. Nhưng muốn quản lý quyền sư của Đường Môn cùng Hồng Môn, trách nhiệm này bản thân ta đảm đương không nổi. Chư vị sư phụ ở đây cho ta chút mặt mũi. Bất quá đó cũng là nể mặt Tư Đồ gia của chúng ta. Nếu chọn người đại diện cho cả Hồng Môn cùng Đường Môn, nhân tuyển tốt nhất tất nhiên là Đường Tử Trần tiểu thư. Không biết ý của Vương tiên sinh thế nào? Tư Đồ Nguyệt cũng không muốn cùng Vương Siêu dây dưa, rốt cục cũng đưa ra một nhân tuyển. Điều này không có khả năng. Thân phận của Tử Trần đương nhiên là các vị cũng biết. Như thế nào chỉ vì một cái đại hội võ thuật nhỏ nhoi mà phải kinh động đến? Vương Siêu lắc đầu. Đây là việc nhỏ hả? Ta xem ngài tự hồ không phân biệt được cái gì là nặng, cái gì là nhẹ. Đây là sự hợp tác giữa Hồng Môn cùng với Đường Môn, chứ không phải chỉ là chuyện của võ thuật đại hội. Tử Trần ở đâu? Phiền toái ngài mời nàng đến nói chuyện. Chẳng lẽ người của Tư Đồ gia chúng ta cũng không có tư cách để gặp mặt môn chủ của Đường Môn à? Tư Đồ Quang lạnh lùng cười, lời nói sắc bén. À, Tư Đồ Nguyệt tiểu thư, vị Quang thiếu gia này hình như hơi vô lễ đấy. Sao lại có thể tại đây mà hồ ngôn loạn ngữ vậy? Có phải không thích ứng được với khí hậu Nam Dương hay không? Có cần phải đi nghỉ một chút không? Vương Siêu bất động, cũng không thèm nhìn Tư Đồ Quang, chỉ nhìn Tư Đồ Nguyệt. Ngươi! Tư Đồ Quang sắc mặt biến đổi, nhưng sau đó lại đè ép xuống, cười lạnh nói.
Ta xem hồ ngôn loạn ngữ chính là ngươi, lại còn nói cái gì là đường môn cùng hồng môn hợp tác chỉ là chuyện nhỏ. Chẳng lẽ đường môn các người xem thường hồng môn của chúng ta? Ăn có thể ăn bậy, nhưng không thể nào nói lung tung. Từ Đồ Gia là người lãnh đạo hồng môn nước Mỹ, chứ không phải là người đứng đầu hồng môn trên thế giới. Chẳng lẽ người muốn thống nhất tất cả hồng môn trên thế giới à? Hồng môn châu Âu với hồng môn châu Mỹ? Vương Siêu cười lớn. Từ Đồ công tử quả nhiên là có hùng tâm thật lớn. Ta sẽ giúp ngươi thông chi một tiếng đến người lãnh đạo của hồng môn châu Âu, cũng như là hồng môn châu Mỹ. Mặc dù không biết chủ ý của Tư Đồ Gia, nhưng lần này lại muốn cho Đường Tử Trần ra mặt, tham gia vào đại hội võ thuật. Quả thật là muốn cho người lãnh đạo cao nhất bên mình tự thân ra chiến trường. Vương Siêu đương nhiên là phải kịch liệt phản đối. Vương Siêu tiên sinh, ngài quá lời rồi. Nếu ngài thấy đề nghị của ta không được, hay là nghe ý kiến của 6 vị sư phụ kia đi. Thấy thế nào? Tư Đồ Nguyệt vội vàng ngăn cản trước mặt Tư Đồ Quang, đem đề tài rời đi. Dứt lời, Tư Đồ Nguyệt hướng Lữ Lão Bộc nháy mắt vài cái. Như vậy đi, nghe nói Vương Siêu tiên sinh là Á Châu đệ nhất cao thủ, chúng ta tại Mỹ Quốc cũng đã nghe qua, cho nên cũng muốn kiến thức một chút. Có hứng thú hay không đáp ứng chúng tôi? Nếu Vương Siêu tiên sinh thật sự là Á Châu đệ nhất cao thủ như đồn đại, vậy chúng ta cũng không còn gì để nói. Lữ Lão Bộc nhẹ nhàng hạ chiếc mũ đen trên đầu xuống, hướng Vương Siêu nói. Kế kích tướng Vương Siêu trong tâm lý cười một chút. Trong giới võ thuật, dù kết quả như thế nào đi nữa thì cuối cùng cũng không tránh khỏi phải động tay động chân. Không đánh không được sao? Chúng ta vốn là đang thương lượng, đều là quyền sư người Hoa. Trước không có luận võ, chính mình lại muốn làm lão đại, vậy thì còn ra thể thống gì nữa? Ai cũng không có nghĩ đến Vương Siêu lời đầu tiên đã cự tuyệt. Từ Đồ Quang rốt cuộc cười lớn, đầu ngón tay hơi đẩy cặp kính lên. Cái gì mà là đệ nhất Á Châu, quả nhiên là trò lừa gạt. Ta chỉ cần xuất ra chút ít tiền, các tạp chí liền có thể biến ta thành thiên hạ đệ nhất. Vương Siêu cự tuyệt, ngay cả 6 vị quyền sư, thần sắc không nhịn được mà có chút khinh miệt. Ngươi dù có công phu cao nhưng lại không có can đảm, vậy thì làm sao mà có được người khác tôn trọng? Vương sư phụ, xem ra danh khí của ngươi chỉ giống như đống phân thôi nhỉ? Vốn đối với Vương Siêu có cố kỵ rất lớn, dù sao cũng không phải là người mù, có thể nhìn ra được võ công trên người Vương Siêu nhưng lại không dám tiếp nhận cùng người khác luận võ. Võ thuật như vậy, tự nhiên không cần bọn họ phải tôn trọng, tùy tiện nói chuyện. Vương Siêu đột nhiên cười lớn đứng lên. Ý của ta là, chúng ta đều là những võ thuật gia, động thủ cũng không dễ dàng, ít nhất cũng phải có chút kịch bản. Như vậy đi, ta cũng không thích chiếm tiện nghi của các vị. 6 người các vị cùng lên đi. Chúng ta luận bàn một lần thôi, không cho người ngoài biết. Nếu đánh chết ta không nói hai lời, sẽ dâng tặng cho 6 vị mỗi vị 1 triệu đô la. Nếu ta may mắn mà thắng được các vị, 6 vị không biết có thể gia nhập đường môn hay không, làm quản gia cho ta, giống như vị kỳ bá này này. Lời vừa nói ra, nhất thời giống như một quả bom phát nổ, làm khiếp sợ toàn trường. Vương Siêu vào thời điểm này muốn bức 6 người này lên lương sơn. Hắn muốn lấy 1 địch 6, làm như vậy mới có thể đem 6 vị hóa kình cao thủ này đầu phục dưới trướng của mình. Đây chính là một canh bạc lớn, khác với cờ bạc. Đây chính là đánh cược cuộc sống của mình. Bước vào hàng cao thủ cấp bậc của thần, ánh mắt Vương Siêu, khí chất đã siêu việt đến mức những người khác không thể hiểu và giải thích được. Nếu 6 cao thủ này thua, vậy thì không giống như là Bạch Tuyền Di làm sư phụ ở đường môn. Bạch Tuyền Di là cao thủ ở Nam Dương, cũng không phải là thuộc hạ của Vương Siêu mà là bằng hữu, có tự do của riêng mình. Nhưng nếu mấy cao thủ này thua, vậy thì cũng giống như vị kỳ bá này. Tìm một cao thủ hóa kình làm thiếp thân hộ vệ, đó chính là đãi ngộ của một tổng thống, thủ tướng nguyên thủ của một quốc gia. Cho dù là Vương Siêu, Đường Tử Trần cũng không có loại đãi ngộ này. Ngươi có thể giết chết được một cao thủ, nhưng không thể khiến hắn khuất phục được. Đối với người luyện võ, nếu ngay cả một điểm cốt khí cũng không có, vậy thì sẽ không thể nào làm cao thủ được. Vương Siêu không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì liền khiến cho thiên địa biến sắc. Vương Siêu đột nhiên nói mình muốn đánh với 6 vị quyền sư, ngôn ngữ kinh thiên. Những người ngồi ở đây, phản ứng đầu tiên chính là sửng sốt. Khiếp sợ qua đi thì bầu không khí lại tiếp tục trở nên trầm mặc. Một phòng khách rộng lớn như thế mà bên trong không hề có tiếng động. Sự yên lặng đến ngay cả một cây kim nhỏ rơi xuống mặt đất cũng có thể nghe được. Những giây phút trầm mặc qua đi. Vị võ thuật gia Hồ Nhan mặc bộ tây trang đầu tiên ho khan lên một tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Sau đó nói với Lữ Lão Bộc,
Lão Bộc, xem ra chúng ta được đáp ứng hơn cả sự mong đợi đấy. Lữ Lão Bộc không cười. Bốn vị quyền sư còn lại cũng không có cười. Chương 318 Kinh hiểm, Thiếu Lâm Mai Hoa trầm ám toán. Các vị đối với đề nghị của ta cảm thấy thế nào? Vương Siêu ánh mắt đảo một vòng qua sáu vị quyền sư, vẻ mặt rất dị thường, cũng như nghiêm túc. Đôi mắt đen nhánh kia giống như đang quan sát từ trên trời cao, làm cho người ta có một loại áp lực không thể hiểu nổi. Ngươi cho ngươi là ai? Vung tiền lăng xê một chút, như vậy cũng tưởng rằng chính mình là thiên hạ đệ nhất à? Tư Đồ Quang cười lạnh đứng lên. Vừa rồi không dám nghênh chiến, bây giờ lại đột nhiên xuất ra lời cuồng vọng như vậy. Một con bạc nếu thua cuộc, phải chuẩn bị sẵn sàng cắt đứt đầu ngón tay. Đồ mãng phu chẳng biết sống chết. Vị công tử của Tư Đồ gia nói xong, vẫn cảm giác được sự xem thường, trong lòng thầm hừ lạnh một tiếng. Tư Đồ gia chính là đại gia tộc nắm giữ Hồng Môn tại Mỹ, nắm giữ lực lượng tài phú phi thường khổng lồ. Chính nhờ nguyên nhân như vậy mà Tư Đồ gia gia chủ hiện nay, Tư Đồ Nghĩa, mới đánh chủ ý tới Đường Môn. Biện pháp tốt nhất tự nhiên là hai nhà làm thông gia. Nếu được thế lực Đường Môn trợ giúp, Tư Đồ gia muốn chính thức trở thành người đứng đầu Hồng Môn trên thế giới thì cũng không phải là chuyện khó. Tư Đồ Nghĩa đã hạ mệnh lệnh cho đứa con bảo bối của mình là không để ý tất cả, phải đem Đường Tử Trần đuổi tới tay. Hơn nữa bản thân Tư Đồ Quang cũng bị khí chất và dung mạo của Đường Tử Trần hấp dẫn. Bây giờ nghe thấy Vương Siêu muốn cùng Đường Tử Trần kết hôn, làm sao mà còn có thể nhẫn nại được? Ngoài mặt thì lạnh lùng, còn trong tâm lý thì hắn đã động sát khí. Vương Siêu tiên sinh, hãy ngồi xuống rồi nói chuyện. Ngài đánh cược có chút nóng nảy đấy. Tư Đồ Nguyệt hơi chút nhíu mày. Tư Đồ Nguyệt tiểu thư, Tư Đồ gia trước thế kỷ 20, tại Mỹ Quốc cũng dựa vào nắm đấm mà chậm rãi phát triển. Nhưng cho tới bây giờ, công phu của các vị đã hoang phế. Lời nói khó nghe, nghe nói trong giới võ thuật, cô vẫn không thể bước qua được cánh cửa. Là một người của đại gia tộc, cô cũng không thể xen vào được, nếu không sẽ là trò cười cho thiên hạ. Vương Siêu nói chuyện không có chút khách khí. Chính xác, lấy thân phận trong giới võ thuật mà nói. Vương Siêu, thanh danh chính là tông sư, cấp bậc đại quyền sư, mà Tư Đồ Nguyệt, Tư Đồ Quang hai người này, nếu trừ bỏ thân phận liên quan đến Tư Đồ gia, công phu của bọn họ bất quá cũng chỉ là cao thủ cấp bậc tiểu học. Vương Siêu nói nàng không được xen vào cũng có lý do của nó. Đối mặt với sự phát uy của Vương Siêu, không chút khách khí chỉ trích, Tư Đồ Nguyệt cười ha hả, nhưng bên trong lòng thì nàng đang rất phẫn nộ. Từ nhỏ đến lớn, nàng là đại tiểu thư của Tư Đồ gia, nên chưa từng bị người ta chỉ trích như vậy. Cho dù là trong giới xã hội thượng lưu tại Mỹ Quốc, cũng phải tôn trọng nàng, khen ngợi nàng là công chúa phương Đông, bởi vì chồng của nàng là người thừa kế gia tộc Rockefeller. Tư Đồ Nguyệt sở dĩ phải cười là do nàng lo lắng mình sẽ tức giận, đem hỏa khí phát ra. Cho nên, nàng nương theo nụ cười mà phát tiết sự tức giận trong lòng. Nếu những danh gia trong giới võ thuật các người cũng có quy tắc, Tư Đồ gia ta cũng sẽ không nhúng tay. Tuy cười, nhưng khuôn mặt cao quý của Tư Đồ Nguyệt hiện ra vẻ lạnh lùng trước đó chưa từng có. Nhưng chữ lạnh như băng phát ra sau đó không hề nói chuyện, chỉ đem phỉ thúy ban chỉ trên ngón cái đưa lên nhẹ nhàng mân mê. Những người quen thuộc đều biết, Tư Đồ gia đại tiểu thư lúc tức giận đều thích xoay tròn giới chỉ trên ngón tay của mình. Nguồn gốc của giới chỉ này chính là năm đó được chôn cùng với Từ Hy Thái Hậu. Sau đó bị Tôn Điên Anh đào mộ, đưa cho Tử Giới Thạch. Tử Giới Thạch vì muốn mượn sức của Tư Đồ gia nên làm lễ phẩm tặng cho Tư Đồ gia. Lai lịch rất dọa người. Làm Tư Đồ gia đại tiểu thư phải chuyển động giới chỉ này. Ngày thứ hai, người làm nàng không vui nhất định phải biến mất khỏi thế gian. Đây chính là một truyền thuyết được lưu truyền trong giới hắc đạo Hồng Môn ở Mỹ. Vương Siêu, chúng ta cũng không vòng vo. Công phu của ngươi, cái này chúng ta đều thừa nhận. Nhưng nếu muốn lấy một địch sáu lời nói quá ngông cuồng. Lần này chúng ta đến đây, không muốn cùng với Đường Môn kết oán, hy vọng không nên phát sinh ra tranh chấp xung đột. Lữ Lão Bộc mở miệng. Cao thủ cấp bậc hóa kình, không ai là không có thanh danh vang xa, có thể tự mình khai sơn lập phái là một đại tông sư. Nói về khả năng chiến đấu, vậy không cần phải bàn. Quyền sư như vậy, nếu có thể lấy một trợ sáu, cũng đủ để khiến cho thiên hạ chấn động. Ta từ lúc xuất đạo tới nay đã luận võ vô số lần, cho tới bây giờ cũng không có trong lúc luận võ mà hèn hạ ám toán. Chư vị sợ vạn nhất có gì xảy ra, các vị sẽ không rời khỏi trường học này sao? Ta cam đoan sẽ không có chuyện như vậy. Vương Siêu cười hai tiếng. Lấy một địch với sáu chúng ta,
Ta dám nói, cho dù là Trương Tam Phong sống lại cũng không dám nói như vậy. Bằng ngươi mà có thể sao? La Phách mặc một bộ quần áo màu lam không khách khí nói. $1,000,000 mỗi người, Đường Môn muốn tặng không số tiền này à? Miêu Khang Hy bận một bộ trường sam màu trắng, thân thể tương đối thon gầy nói một câu. Đúng vậy, $1,000,000 của Vương Siêu có sức hấp dẫn rất lớn. Bọn họ mặc dù khai tông lập phái, kinh doanh quyền quán, nhưng cả đời cũng không có thấy nhiều tiền như thế. Đúng vậy. Vương Siêu búng ngón tay, phân phó cho Tạ Lị vẫn đứng ở phía sau mình. Từ đầu vẫn không nhúc nhích, cũng không nói một tiếng, giống như một bức tượng gỗ. Chuẩn bị chi phiếu $6,000,000. Vâng. Tạ Lị lên tiếng rồi đi ra ngoài. Tốt. Xem ra Vương Siêu sư phụ thật sự là muốn lấy tự do của chúng ta ra đánh cược. Người có khí phách như vậy, chúng ta cũng không có lý do gì để mà từ chối. Lữ Lão Bộc mở miệng, thanh âm giống như sư tử rống, vang vọng khắp đại sảnh. Tại thời điểm Lữ Lão Bộc lên tiếng quát, năm vị quyền sư còn lại cũng chậm rãi đứng lên, khẽ vận động trước cân cốt. Cả đại sảnh như có những chuỗi pháp liên tục nổ lên, trong nháy mắt uy thế kinh người. Lữ Lão Bộc, Hồ Nha Lương, Miêu Khang Hy, Lâm Hồng Vân, Đồ Hùng. Sáu người này có thể nói là đại biểu cho toàn bộ quyền sư người Hoa Hạ Mỹ. Mỗi người đều là cao thủ hóa kình, là những quyền sư bá chủ một phương. Bây giờ sáu người cùng nhau đứng lên, đem tất cả địch ý tập trung trên người Vương Siêu. Đây chính là một cỗ áp lực vô hình khổng lồ, thậm chí có thể khiến cho tâm trí của một vài cao thủ sớm không còn thanh tỉnh. Nghĩ mà xem, cho dù chỉ là sáu đại hán bình thường, dùng ánh mắt ngập tràn địch ý nhìn ngươi, ngươi có cảm thấy kinh hãi không chứ? Huống gì sáu người này đều là những cao thủ danh chấn một phương. Rắc. Nền nhà cứng rắn dưới chân của Vương Siêu, tại lúc sáu vị quyền sư này đứng lên hoạt động gần cốt, hướng tới hắn tỏ ra địch ý. Trong nháy mắt, nền nhà dưới chân hắn đều phát ra những trận rung động giống như động đất, làm nứt ra một khe hở bằng đầu ngón tay. Đây là do lực của bọn họ phóng ra tạo thành. Sáu người này đều là quyền sư cao thủ mang theo địch ý mạnh mẽ, trong nháy mắt khiến cho tinh thần của Vương Siêu căng thẳng cực độ. Toàn thân cơ thể, gân cốt đều khẩn trương. Áp lực thật lớn, đối mặt với sáu người này gây ra áp lực trước đó chưa từng gặp. Áp lực so với Triệu Quang Vinh cùng với Nghiêm Nghiêm Nghi liên thủ còn muốn lớn hơn nhiều. Vương Siêu cảm giác được địch ý, tự nhiên tinh thần có phản ứng khẩn trương lên. Trong lòng cũng có nhận định đây tuyệt đối không phải là một hồi chiến đấu dễ dàng. Bất quá nếu dễ dàng thì đã không còn tính khiêu chiến. Từ lúc Vương Siêu bước vào cảnh giới tụ đan, quyền pháp một đường thẳng tiến đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng phá toái hư không. Bước vào cảnh giới ích cốc mà từ cổ chí kim chỉ có thể nghe nói. Trên con đường này, đối thủ cũng không có gây cho hắn quá nhiều khó khăn để giải quyết. Thiếu tính khiêu chiến, bây giờ đã mạnh miệng nói ra, đem sáu vị cao thủ này bước lên Lương Sơn, chỉ là muốn đẩy tính chất khiêu chiến lên đến cực hạn. Tư Đồ Nguyệt, Tư Đồ Quang đã đứng lên, ngay cả lão quản gia Kỳ Bá cũng đứng thẳng người. Vóc người già nua hình như trẻ lại vài tuổi. Vị quản gia cao thủ này bảo vệ sự an toàn của Tư Đồ thiếu gia và Tư Đồ tiểu thư, lặng lẽ lui về phía sau. Có thể nhìn ra được, lão quản gia ẩn giấu quá sâu này cũng có thể xưng là một cao thủ thần bí. Đối với trận quyết đấu kinh nhan tuyệt thế này rất là chờ mong. Mặc dù vị Kỳ Bá này trong mắt Vương Siêu được coi là cao thủ nhất lưu, nhưng không thể nào đến được với chữ tuyệt đỉnh. Nhưng đây là bởi vì Vương Siêu đã đứng ở vị trí quá cao. Hào khí là kiếm đã rút, nỏ đã dương. Cửa đại sảnh chậm rãi đóng lại, không có bất kỳ kẻ nào rình coi. Đây là đóng cửa luận bàn, một hồi luận võ không công khai. Nếu muốn công khai, tuyệt đối có thể liên hợp là một hồi luận võ đại hội, chắc chắn sẽ làm nổi lên một trận kinh thiên động địa. Mặc dù nó là đóng cửa luận bàn, không có công khai, nhưng chúng ta đều là những võ thuật gia danh tiếng. Hợp đồng cũng phải nên ký một chút. Tạ Lệ đi đến, Vương Siêu nhận từ tay nàng tất cả 7 bản hợp đồng. Đường Môn có hơn 1.000 đại luật sư tạo thành một đoàn luật sư. Chỉ cần ký vào bản hợp đồng này, nếu 6 vị quyền sư vi phạm hợp đồng, dù có chết thì cũng sẽ mang theo tiếng xấu sau lưng. Đây là quy củ, không cần phải giải thích. Lữ Lão Bộc cùng 5 vị quyền sư còn lại tiếp nhận hợp đồng, nhìn một chút rồi ký xuống những thủ ấn quen thuộc. Xem trình tự ký hợp đồng, bọn họ kinh nghiệm không chỉ có 1-2 lần, làm rất thành thục. Hợp đồng đã ký kết, ánh mắt đám người Lữ Lão Bộc nhất thời tập trung trên người Vương Siêu. Trong đại sảnh lại khôi phục về trạng thái không có tiếng động, nhưng những tiếng hít thở trầm ổn cùng buồn bực đều có thể nghe thấy được. Mặc dù 6 vị quyền sư danh tiếng này ai cũng kinh thần bách chiến,
nhưng lúc liên hợp đối mặt với Vương Siêu vẫn thể hiện ra sự khẩn trương thông qua ánh mắt. Có thể đối với địch ý của 6 người chúng ta vẫn trấn tĩnh như thường. Không nói công phu, chỉ dựa vào định lực này, tin tưởng đã là kinh khủng tới cực điểm. Nhưng ta không tin, Á Châu đệ nhất cao thủ có thể ngăn cản được sự liên thủ của 6 người chúng ta. Song quyền khó địch tứ thủ, huống chi là 6 người chúng ta là 12 cái tay. 6 người chúng ta không phải là học đồ. Lúc này, tâm lý 6 vị quyền sư dĩ nhiên là cũng có ý nghĩ này trong đầu. Chương 318. Kinh hiểm, Thiếu Lâm Mai Hoa trầm ám toán, phần 2. Nhưng cứ như vậy giằng co, không có người nào động thủ trước. 6 vị sư phụ, các vị có biết ta tại sao hôm nay lại tự tin lấy một chọi 6 không? Đột nhiên trong lúc này, Vương Siêu mở miệng nói. Đám người Lữ Lão Bộc cũng không có trả lời, chỉ đem tất cả lực chú ý cùng địch ý tập trung trên người Vương Siêu. Chỉ cần hơi thở của Vương Siêu có một chút suy yếu, chính là thời cơ để bọn họ động thủ xuất ra một kích chí mạng. Quách Vân Thầm đem kình chia làm 3 cấp bậc, Minh kình, Thâm kình và Hóa kình. Nhưng quyền pháp không chỉ dừng lại ở Hóa kình, những đạo lý phía sau nó quả thực là quá huyền ảo. Cùng đại đạo tương thông, không có cách nào để miêu tả. Ngay cả Tôn Lộc Đường nổi tiếng như vậy cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được mà thôi. Ta mấy năm nay cùng với các quyền sư ở Nam Dương nghiên cứu, miễn cưỡng đem tầng trên Hóa kình hóa giải một chút, coi như là hóa phức tạp thành đơn giản. Đám người Lữ Lão Bộc vẫn như trước không nói lời nào. Bọn họ không giống như Vương Siêu, toàn bộ tinh thần một khi đã chăm chú, một khi mở miệng thì tinh thần sẽ mất tập trung. Nhưng bọn họ cũng rất kinh ngạc. Người này quả thật là quái thai, dưới tình huống toàn bộ tinh thần chăm chú mà vẫn mở miệng nói chuyện như vậy, mà cũng không để lộ chút sơ hở nào. Sao Hóa kình lại có đan kình? Sao đan kình thì có cương kình? Mà cương kình lại phân là ngoại cương và nội cương. Hình như để chứng minh sự thật trong lời nói của mình, hai tay của Vương Siêu, các cánh tay đều đỏ như máu, trở nên thô to vô cùng. Hơi thở do cơ thể thả ra mãnh liệt dao động. Mỗi một lần dao động đều phát ra những tiếng ông ông, mãnh liệt như thanh âm của xe lửa. Bộ dáng này nếu nhìn sơ qua Vương Siêu thì không giống như nhân loại, giống như là chiến sĩ ở tương lai trong các bộ phim viễn tưởng, là cỗ máy cơ khí hình người chuyên môn chiến đấu chém giết. Nhìn thấy bộ dáng này của Vương Siêu, đám người Lữ Lão Bộc, thần thái phát ra từ ánh mắt càng sắc bén, tinh thần toàn thân càng chăm chú hơn. Bọn họ đều là quyền sư danh tiếng, có thể từ công phu kia mà biết được Vương Siêu đạt đến trình độ gì. Sao cương kình chính là phá toái hư không, hình thành thân thể bất tử, dù có già trăm tuổi cũng không có mất đi lực chiến đấu, có thể ích cốc, đoạn tuyệt với khói lửa nhân gian. Ta đã luyện đến ích cốc rồi, 6 người các vị chỉ bất quá là hóa kình, ngay cả đan kình cũng không có đạt đến, cho nên ta có thể lấy một chiến 6 người. Động thủ! Ngay lúc Vương Siêu còn không có nói hết, Lữ Lão Bộc đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh thiên. Bóng người nhanh chóng chuyển động hướng tới Vương Siêu mà phóng đến. Bọn họ mặc dù không có tìm ra được sơ hở của Vương Siêu, nhưng không thể nào không động thủ. Bởi vì nếu chờ Vương Siêu nói xong, lúc đó bọn họ sẽ hoài nghi chính mình. Lúc đó sợ rằng sẽ hỏng hết. Luận võ, trước tiên là đấu khẩu. Vương Siêu nói chuyện làm tan ra ý chí của bọn họ, sinh ra một bóng ma trong tâm lý bọn họ. Đây chính là tâm lý chiến. Kỳ bá, người này nói rốt cuộc là thật hay giả? Trong lúc Vương Siêu nói chuyện, Tư Đồ Quang cùng với Tư Đồ Nguyệt, mặc dù là người đứng xem, cũng bị lời nói của Vương Siêu làm cho chấn động không còn đủ tin tưởng. Tư Đồ Quang môi khẽ giật giật, phát ra thanh âm nho nhỏ như mũi kêu, hỏi Kỳ bá. Là thật, người này võ công không thể lường trước được. Kỳ bá ánh mắt sắc bén như dao, hiển nhiên Vương Siêu biểu hiện ra võ công cũng là bình sinh lần đầu hắn gặp được. Được rồi. Tư Đồ Quang tâm lý nổi lên sự độc ác. Kỳ bá, người có nắm chắc là giết được hắn không? Dưới tình huống bình thường, võ công của hắn cao hơn ta, nhưng ta dùng hoa mai châm thì chỉ có thể có một phần giết được hắn. Nhưng bây giờ ta nắm chắc 5 phần có thể thành công. Thanh âm của Kỳ bá rất nhỏ, khó có thể nghe được. Tốt lắm. Kỳ bá ngươi hãy chọn thời điểm mấu chốt động thủ, đừng để người khác nhìn ra được. Tư Đồ Nguyệt nhẹ nhàng vân vê giới chỉ ở trên ngón tay. Vâng, đại tiểu thư, thiếu gia. Kỳ bá nhắm hai mắt lại, nhưng bất luận là kẻ nào cũng không thấy được. Chạm ngón trỏ vào ngón giữa của lão già này,
không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cây phi châm lớn. Hình dạng của loại phi châm này rất khó thấy được, cùng một màu với quần áo của hắn. Hơn nữa, hắn dùng thủ pháp bí ẩn, giấu ở trong tay. Cho dù là người có ánh mắt lợi hại cũng khó có thể phát hiện ra được. Đây là ám khí thiếu lâm hoa mai châm. Tư Đồ Nguyệt biết, hoa mai châm của kỳ bá này xuất ra, Vương Siêu hôm nay chết là cái chắc. Hơn nữa nhất định sẽ là cái chết không minh bạch. Bởi vì nàng đã từng nhìn thấy, kỳ bá hai tay năm ngón đều có phi châm, nhẹ nhàng vung lên là có thể đem xác 20 con ruồi dính ở trên tường. Vô luận là độ chính xác hay là lực xuyên thấu, công phu ám khí của kỳ bá này đều rất khó có thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa Tư Đồ Nguyệt vẫn biết, tuyệt kỹ của kỳ bá gọi là tha châm thủ pháp. Toàn thân bất động, lực dồn vào đầu ngón tay, nhẹ nhàng xuất ra, tốc độ phi châm xuất nhanh như gió. Loại phi châm này có một bí pháp phát lực đặc biệt. Từng cùng Tư Đồ Nguyệt tại Hắc Đạo đàm phán, bị hơn 10 khẩu súng vây quanh. Kỳ bá đứng bất động, phi châm trên tay chỉ trong vòng 0,3 giây đã phóng ra hơn 10 phi châm xuyên qua huyệt thái dương, mất mạng ngay tại chỗ. Mà những người khác căn bản không biết những người này chết như thế nào, còn tưởng rằng bị bên ngoài công kích. Vị kỳ bá thần bí này, trong giới võ thuật không có danh tiếng gì, nhưng trên một phương diện khác chính là sát thủ, có biệt danh là vô ảnh châm. Đối diện với một người, cái gì cũng không động, người cũng sẽ không biết chính mình chết như thế nào. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến sự tự tin của kỳ bá. Ta võ công không bằng ngươi, nhưng ta có thể giết ngươi. Sát thủ cùng võ thuật gia là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Trong lúc Vương Siêu cùng với 6 vị quyền sư danh tiếng gia thủ, trong nháy mắt, kỳ bá đã chuẩn bị xuất ra hoa mai châm. Thiếu lâm hoa mai châm vốn dùng để châm cứu người. Y thuật châm cứu của phái thiếu lâm là thiên hạ đệ nhất. Chỉ tiếc, việc gì cũng có hai mặt. Thiếu lâm hoa mai châm cũng được coi là thiên hạ đệ nhất ám khí, giết người vô ảnh vô tung, tuyệt đối là vương giả trong ám khí. Một người bình thường, chỉ cần nắm giữ thủ pháp tốt, cũng có thể chính mình xuất châm xuyên qua lớp thủy tinh. Huống gì là một cao thủ chuyên môn lấy châm làm ám khí? Bình thường thì biểu diễn phi châm xuyên qua thủy tinh. Đây không phải là một loại khí công, mà chính là một cái kỹ xảo. Thiếu lâm hoa mai châm có 3 loại thủ pháp. Vẩy châm, búng châm, cuối cùng mới là xoắn châm. 3 loại thủ pháp này tương tự như 3 cảnh giới trong võ học, minh kình, ám kình và hóa kình. Luyện đến cảnh giới xoắn châm có thể giết người vô ảnh vô hình trong khoảng cách 20 thước. Kỳ bá là cao thủ dùng châm, tuyệt đối so với một người cầm súng còn lợi hại hơn nhiều. Dù sao, súng cũng để lại dấu vết quá rõ, mà châm thì không thể nào thấy được. Vương Siêu võ công thật sự rất cao. Bình sinh ta cũng chưa nhìn thấy được nhân vật nào kiệt xuất như vậy. Cho dù là Trương Tam Phong sống lại, giỏi lắm thì cũng chỉ có thế. Có thể ám sát được cao thủ cấp bậc thần tiên, thì kiếp sống sát thủ của ta cũng không còn gì để hối tiếc. Kỳ bá toàn thân bất động, ngay cả cặp mắt cũng không chớp, chỉ có tròm râu trắng xóa, nhẹ nhàng run rẩy. Sau đó hắn cúi đầu xuống, ngụy trang một cách rất hoàn hảo. Lúc này nếu ai nhìn thấy hắn, thậm chí còn tưởng hắn là lão quản gia đang cố gắng bảo vệ chủ nhân. Nhưng ai cũng không biết, lão quản gia này đang tìm cơ hội để một kích đoạt mạng. Sát ý của kỳ bá được che giấu rất hoàn hảo. Hắn cũng là cao thủ nhất lưu, biết cao thủ rất mẫn cảm. Hắn là một lão sát thủ nhà nghề, đã được huấn luyện chuyên nghiệp để khống chế tâm lý. Đó chính là cách tốt nhất để che giấu sát ý. Nếu không thể ra tay, tuyệt đối không được ra tay. Nếu không, sẽ sinh ra tâm lý dao động khiến cho đối phương chú ý. Cho nên hắn tự tin, cho dù là Vương Siêu mẫn cảm cách mấy, lấy một trọi sáu, tinh thần dưới tình huống khẩn trương, tuyệt đối không thể nào phân tán lực mà chú ý quan sát đến hắn. Xoẹt! Trong nháy mắt luận võ đã bắt đầu. Con mắt của Vương Siêu nhìn thấy một quyền hướng hắn đánh tới. Mặc dù chỉ có 0,3 giây thời gian. Trong nháy mắt khi luận võ bắt đầu, con mắt của Vương Siêu đã nhìn thấy một nắm tay đánh tới. Mặc dù chỉ là thời gian 0,3 giây, nhưng Vương Siêu rõ ràng có thể nhìn thấy trên từng sợi gân một trên nắm tay này. Lực bộc phát, lực sinh ra khiến cho đối phương khẩn trương, cùng với khí lưu sinh ra khi nắm tay xoẹt qua trong không trung. Một quyền đối diện trước tiên quả nhiên là của Lữ Lão Bộc, người bận trường sam, một quyền sư có thực lực mang hình dáng của Lỗ Tấn tiên sinh, so với 5 người còn lại thì cao hơn một chút. Động tác đánh nhau là phép thử thực lực tốt nhất của mọi người. Trong lúc 6 quyền sư đồng thời ra tay, Lữ Lão Bộc trong lúc xuất quyền rõ ràng đã nhanh hơn 5 người còn lại 0,3 giây. Nhưng cho dù thấy rõ động tác của Lữ Lão Bộc, trong giây lát, tâm lý Vương Siêu vẫn cảm thấy lo lắng. Bởi vì 6 người cùng nhau ra tay,
Vương Siêu nhiều nhất chỉ thấy rõ 5 người. Còn có một người thì miễn cưỡng có thể nhìn thấy được, căn bản ở trong mắt khó có thể phán đoán được biến hóa phía sau. Hắn dù sao cũng không tính toán nhiều được, 6 người đều là cao thủ hóa kình, tốc độ quá nhanh. Trong giây lát, để có thể đem vị trí của 6 người này cùng toàn bộ động tác phát lực cảm nhận rõ ràng, cao thủ như hắn vẫn còn có chút miễn cưỡng. Bất quá nhìn thì nhìn, đánh thì đánh. Nếu Vương Siêu thật sự có thể trong nháy mắt đem toàn bộ các động tác lớn nhỏ của 6 người này nhìn thấy hết, hơn nữa còn có thể phán đoán được các chiêu thức phía sau, vậy một hồi luận võ này cũng không có gì để lo lắng rồi. Nhưng người như vậy trên thế giới căn bản là không có. Chương 319. Phá tan cho người khiếp đảm. Bởi vì bản thân Vương Siêu chính là đại biểu cho người đứng trên đỉnh cao thế giới, Lữ Lão Bộc phóng đến, xuất ra một quyền công kích vào mi tâm của Vương Siêu. Quyền này của hắn, ngón giữa đột nhiên xuất ra, như một cây đinh sắc bén muốn đâm vào đầu Vương Siêu. Quyền pháp thiếu lâm, phượng nhãn tiêm quyền. Đối mặt với quyền thế phượng nhãn tiêm quyền, Vương Siêu làm động tác rất đơn giản, hô vào đầu, ngạnh kháng. Một lực thật lớn đã đem một quyền kia đẩy ra, theo sau cánh tay đưa ra, hóa thái chảo, chụp đến thiên linh huyệt của Lữ Lão Bộc. Không ổn. Phượng nhãn tiêm quyền của Lữ Lão Bộc bị đẩy ra, toàn thân bị chấn động đến tê dại, cả người giống như một con thiêu thân rơi xuống mặt đất. Một quyền này không thái công, hắn thế mới biết lực của Vương Siêu đã đạt đến trình độ kinh khủng như thế nào. Lữ Lão Bộc xuất chiêu phượng nhãn tiêm quyền, đương nhiên là đã tính tới bước này. Đối phương tiến lên một bước, hắn lại giảm bớt lực tiến tới, một tay đưa ra ngoài. Chỉ trong giây lát là có thể bóp được cổ đối phương. Đây là thủ đoạn phía sau của hắn, lấy lực bằng 1 mà đấu với 10, lực biến hóa như thế nào thì cũng không dùng được. Nhưng hắn lại quên mất lực của Vương Siêu đã có lực lớn như vậy. Nếu không phải chiêu này, có thể đã đem hắn thổi bay đi. Vương Siêu một chiêu này đã đem quyền pháp của hắn hóa giải. Dưới tình huống mất đi trọng tâm, thân thể muốn té ngã, làm sao có thể tiếp tục thi triển ra biến chiêu? Phải cố hết sức mới ổn định được trọng tâm. Cuối cùng không có bị ngã, trong lòng khiếp sợ lực mạnh mẽ của Vương Siêu. Lữ Lão Bộc đột nhiên cảm giác da đầu tê dại, bên trong lỗ tai truyền đến những tiếng nổ oanh oanh, giống như một chiếc máy bay siêu âm từ trên đỉnh đầu bay lướt qua. Một bàn tay so với đầu của hắn còn lớn hơn đang chụp xuống. Mỗi ngón tay đều cứng rắn to khỏe, giống như được chế tạo từ những thanh sắt. Nhất là năm ngón tay phát ra những màu sắc bạch ngọc, là những móng tay sắc bén đang bắn ra, làm cho người ta không hề hoài nghi một chút nào là nó có thể xuyên thủng lớp xương sọ cứng rắn kia. Xương cốt của Vương Siêu mạnh mẽ vô cùng, móng tay cũng cứng rắn hơn người bình thường gấp trăm lần, thậm chí so với móng vuốt của cọp cũng không có kém. Đạo lý này cũng đơn giản thôi. Người có thể chất bình thường, móng tay sẽ yếu ớt, nhưng nếu có thể chất mạnh mẽ, móng tay sẽ trở nên cứng cỏi. Đây chính là những vấn đề rất đơn giản trong y học. Bàn tay to lớn, móng tay sắc bén, tất cả cái này đang bao phủ phía trên đỉnh đầu của Lữ Lão Bộc. Giờ phút này, Vương Siêu như một tấm lưới lớn, còn Lữ Lão Bộc như một chú cá sắp bị bắt vào trong tấm lưới. Không có cách nào, bởi vì khi cánh tay của Vương Siêu vạn khí xung huyết, so với đầu của người bình thường thì còn muốn lớn hơn. Nếu để cho bàn tay kinh khủng kia mà chụp vào đầu, Lữ Lão Bộc chính mình giống như một con gà bị người ta đập nát đầu. Lữ Lão Bộc phát hỏa, nhất lưu tim đập nhanh. Cảm nhận được tử vong đang đến gần, rốt cuộc huy động toàn bộ tiềm lực. Người này là một võ thuật gia, cũng không phải là hạng người bình thường, nhắc nhở một tiếng. Xúc đầu, khom lưng, co chân, lùi xuống, eo phát lực, thân thể ngồi xuống, giống như trong xúc quản một mình xông ra, mạnh mẽ lùi về phía sau nửa bước, chật vật tránh né một chảo nguy hiểm này. Đây là thân pháp cao nhất của hắn, hà cung thoái bộ. Bằng vào chiêu thức này, không biết đã bao nhiêu lần vượt qua sóng to gió lớn, bây giờ cuối cùng cũng thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Nhưng mà mọi chuyện cũng không có giống như hắn nghĩ. Ngay khi hắn nghĩ đã tránh thoát được một chảo kia, biến hóa đột nhiên phát sinh. Một chảo của Vương Siêu mặc dù không thái công nhưng cũng không có dừng lại. Không khí từ năm ngón tay bị nắm chặt bạo xuất ra ngoài, giống như bóp nát một viên đạn lớn. Thanh âm rất lớn từ bàn tay bộc phát ra ngoài. Trong vòng một thước, kình phong giống như phi kiếm bay loạn xạ. Từ chảo biến quyền, không khí cách khoảng nửa thước trước mặt Lữ Lão Bộc, oanh động không ngừng. Lữ Lão Bộc cảm thấy lỗ tai chấn động, đầu óc choáng váng, không còn nghe thấy thanh âm gì.
hình như đã mất đi cảm giác nghe. Đồng thời con mắt của hắn cũng bị kình phong kích thích. Con mắt tối sầm lại, nước mắt lập tức chảy ra. Một chảo của Vương Siêu dù không có bắt được hắn, nhưng cũng oanh tạc không khí. Khoảng cách trong vòng nửa thước cũng đã làm tổn thương đến lỗ tai cùng với con mắt của hắn. Một chảo ra oai, cường mãnh như thế. Lữ Lão Bộc không phải là Ba Lập Minh, không có công phu bảo vệ cho lỗ tai, nên khi bị tổn thương thì đôi mắt cũng khó mà thoát khỏi sự ảnh hưởng. Cũng chỉ có Ba Lập Minh mới có công phu bảo vệ lỗ tai, mới có thể cùng với Vương Siêu ngạnh kháng, không bị bạo âm của quyền kình làm tổn thương. Đôi mắt và lỗ tai của Lữ Lão Bộc trong thời gian ngắn mất đi tri giác, lúc này trong lòng đã không còn chiến ý nữa. Trong đầu nổi lên duy nhất có một chữ, đó chính là chạy. Đúng vậy, đối mặt với quyền thế oanh tạc của Vương Siêu, người trong thiên hạ còn có thể giữ nguyên chiến ý đã ít thì lại càng ít hơn. Phải là Ba Lập Minh, cũng không phải là Triệu Quang Vinh. Lữ Lão Bộc dù sao cũng như Quang Vinh, Lưu Mộc Bạch, Nghiêm Nghiêm Nghi đều là cao thủ tụ đan tuyệt đỉnh. Dùng hết khí lực toàn thân, Lữ Lão Bộc giống như con mồi không đầu, dựa vào cảm giác liên tục thi triển hạ cung thối bộ chạy ra ngoài. Ngay khi hắn lui ra, nhờ vào sự cảm giác của ra tay, hắn có thể cảm giác được quyền cước của năm quyền sư còn lại đang va chạm với quyền thể của Vương Siêu. May quá! May mắn là còn có năm đồng bọn vây công, nếu không thì bây giờ đã chết rồi. Lữ Lão Bộc trong lòng căng thẳng, nổi lên một cỗ khiếp sợ cùng cảm giác vui sướng. Còn mắt hắn vẫn còn cảm thấy đau đớn, cố gắng mở ra chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy những cái bóng của mấy người kia. Thanh âm chấn động vào trong tai làm tổn thương lên não bộ. Hắn đang lo lắng, rốt cuộc là có nên lên nữa hay không? Vốn khi võ công hắn luyện vào hóa kình, tâm trí đã trở nên rất cứng cỏi, tự tin rằng không có nguy hiểm nào có thể dung chuyển được ý chí của hắn. Nhưng từ một khắc chạy thoát kia, hắn không thể không thừa nhận, chính mình ở giờ phút này vẫn còn đang rất khiếp sợ. Tiếp xúc trong nháy mắt, đôi bàn tay thật lớn, một chảo xuất ra, Vương Siêu giống như có ba tay, nhanh như thiểm điện, tuyệt đối không vượt qua một giây đồng hồ, đã đem người có thực lực kiệt xuất nhất trong 6 vị quyền sư làm cho khiếp sợ, đồng thời cũng làm cho lỗ tai và đôi mắt của đối phương trong thời gian ngắn mất đi chức năng. Đáng tiếc, Vương Siêu không có thời gian thừa thắng truy kích, bởi vì năm cao thủ còn lại cũng đã đến gần bên hắn. Đô Hùng, Tam Hoàng Pháo Chủy, Thất Tinh nhằm hắn đánh tới. La Phách là tung chân quét ngang, làm bão phát ra cuồng phong cũng như thanh âm rít gào, hướng đến tất cả các đốt ngón tay của hắn. Quyền cước đám này chính là Hoàng Thối Tảo Kích. Miêu Khang Hy một tay đặt tại bên sườn, một tay xuất thủ nhanh như thiểm điện, tịnh chi như tiền, bắn về phía con mắt của hắn. Quyền này là Tiến Chi Đoản Đà. Hồ Nhan Lương di chuyển kỳ quái, di chuyển thái hình bán nguyệt mới bạo kích ra một quyền mãnh liệt. Đây chính là Bát Quái Trưởng. Lâm Hồng Vân là một trung niên có thân hình nhỏ nhắn, nhưng quyền thủ xuất ra lại như quyền cuồng bạo nhật. Trường Sam vắt vào eo mình, động thủ rất tiện lợi, hơi nhào đến một chút, hùng hăng xuất quyền, tay chân đều động, nhìn như xuất quyền không theo phương pháp nào cả, nhưng lại làm phát ra những thanh phong rất lớn. Mỗi một quyền cước đánh ra đều mang theo khí lực hùng hậu. Hầu quyền phách quái, loạn quyền thế. Hầu quyền thì bát đả, phách quái thì trầm hùng kéo dài. Quyền cước của 5 người cơ hồ đã bao phủ hết tất cả các bộ phận trên người Vương Siêu. 5 người liên thủ so với Nghiêm Nghiêm Nghi dùng truy phong đoản đả còn lợi hại hơn gấp đôi. Đối mặt với uy thế như vậy, Vương Siêu sau khi bức lui Lữ Lão Bộc, lực lượng phân tán, không thể tập trung, nên đành tạm lánh mũi bờ. Nên đành tạm lánh mũi nhọn công kích, dùng chi thủ đạp thủy nhanh chóng phóng ra ngoài, lấy thân pháp mau lẹ tránh né uy thế tấn công của 5 người. 5 người đều là cao thủ, nên cũng có hậu chiêu, lập tức như bóng với hình, nhắm thẳng Vương Siêu đuổi theo đánh. Nhưng chỉ trong giây lát này, Vương Siêu đã trở lại trạng thái đỉnh phong. Nương theo thế xoay người, hai chuôi đao sát eo, khí tức trầm tĩnh, nhờ cảm giác của chính mình mà xuất đao ra. Chỉ tiếc, tốc độ của 5 người so với chi thủ đạp thủy của Vương Siêu thì chậm hơn nửa nhịp. Ngay khi Vương Siêu rời khỏi đó vài thước và xoay người lại, bọn họ mới khó khăn đuổi đến. Dạ chiến bát phượng trong bát quái trưởng, thủ đạo là chiêu thức trong quần chiến. Vương Siêu cánh tay huy động như cuồng đao loạn khảm, trưởng phong cứ đều đều xuất ra xé rách không khí, làm phát ra liên tiếp những tiếng thét chói tai như thanh âm quỷ khóc thần sầu. Trong thời gian ngắn, cả đại sảnh như một nông thôn xưa cũ có vô số những thanh âm thê lương như tiếng quỷ khóc. Tiếp xúc trong 3 giây,
Toàn bộ năm danh gia đều tiếp trưởng của Vương Siêu. Cánh tay mỗi người đều đau đớn, khí huyết nhộn nhạo, không thể không thối lui. Mà Vương Siêu lại không hề sứt mẻ chút nào, vẫn ngạo nghễ đứng thẳng như thiên thần. Chỉ là hai tay lại khôi phục hình dáng bình thường, không còn thô lớn nữa. Hiển nhiên vừa rồi mới liều mạng đánh, đã đánh tan khí huyết ngưng tụ trên tay hắn. Dù sao cũng là năm cao thủ hóa kình, chứ không phải là năm người bình thường. Nếu như đổi lại là trên chiến trường cổ đại, thì bất cứ đại tướng nào, cho dù là nhân vật như Lữ Bố mà đụng phải năm cao thủ hóa kình vây công, thì hắn phải chết là điều không thể ngờ. Lực lượng của Vương Siêu cường mãnh và cường đại, nhưng dù sao thì cũng chỉ là da thịt. Liên tục đánh hơn 10 chiêu, hai tay của hắn hiển nhiên khí huyết cũng tan đi, tránh cho trong lúc va chạm, máu bầm tích tụ tạo thành thương thế. Đô Hùng, Miêu Khang Hy, Hồ Nhan Lương, Lâm Hồng Vân, La Phách. Năm người này sau khi thối lui thì trong lòng cũng hết sức khiếp sợ lực của Vương Siêu lại có thể cường đại đến như thế. Một chiêu quần chiến, dạ chiến bát phượng lại có thể đánh bọn họ thối lui. Bọn người Lữ Lão Bộc cũng giống như vậy. Lực lớn tại trọng tâm của bọn họ tản mát hết, khiến cho bọn họ không thể thi triển tiếp những thủ đoạn khác, chỉ có thể lui về phía sau điều chỉnh trọng tâm cùng xương cốt đang đau đớn tê dại. Ngay khi Lữ Lão Bộc bị Vương Siêu thi triển dạ chiến bát phượng đẩy lui thì tự động dừng lại một chút. Miễn cưỡng mở mắt ra thì phát hiện Vương Siêu đã đẩy lui 5 người, trong lòng càng thêm khiếp sợ. Bọn họ mạnh mẽ dừng thế công lại, 5 người đứng sát người hắn. Công phu của hắn, mặc dù trong 6 người cao hơn một bậc, động tác cũng nhanh hơn một chút, nhưng một trào kinh thiên của Vương Siêu đã hù dọa tới tận ruột gan của hắn. Bây giờ miễn cưỡng lấy lại dũng khí thì cũng không dám một mình xông lên. Loại chỉnh tề này thật giống như binh lính. Người phối hợp chỉnh tề ăn ý với hắn, so với vừa rồi thì còn nhuần nhuyễn hơn một bậc. Nếu như nói mới vừa rồi 6 người vây công đánh loạn xạ, thì bây giờ chính là quân đội được huấn luyện tốt. Thực lực bản thân có thể nói là không cao, nhưng nếu biết phối hợp thì có thể đề cao thực lực chiến đấu. Khí thế so với vừa rồi cũng tăng lên gấp đôi. Không hổ là cao thủ hóa kình, quả nhiên là vô cùng thông minh. Vừa mới động thủ đã biết liên thủ phối hợp với người hắn. Nhìn tình huống như vậy, tâm lý Vương Siêu nhanh như chớp hiện lên một tia than thở. Cao thủ có thể luyện võ công đến hóa kình thì không người nào không phải là kinh tài tuyệt diễn và vô cùng thông minh sao? Hơn nữa đây còn là 6 danh gia. Điểm khác biệt lớn nhất giữa quân đội và Lưu Manh chính là việc có thể phối hợp tác chiến. Một người chém giết lung tung thì không bằng người có đấu pháp bài bản. Hiện tại trong nháy mắt giao thủ, 6 vị danh gia này đã biết nếu như không phối hợp, ngươi công ta thủ thì kết cục hôm nay rất có thể sẽ thua. 6 người vây công một người nhưng lại thất bại. Đây là cái loại sỉ nhục gì? Đương nhiên, 6 người không gì là không biết. Chỉ sợ sau này được ghi chép lại trong lịch sử quốc thuật, lưu truyền mãi trăm ngàn năm. Không thể để cho thanh danh của chúng ta tạo nên danh tiếng cho hắn. Sau khi trao đổi ánh mắt, đồng thời bước ra một bước, tất cả đều nhất trí với Lữ Lão Bộc như thế. Bước ra một bước, hai chân phải nghiêng, giống như kết thái mãn nguyện an. Đột ngột xuất chiêu. Thật sự là một trường chiến đấu khó khăn. Vương Siêu đối mặt với 6 người vững chắc không lay động, giống như nghi thăng mà không phải là thăng. Vương Siêu bước ra một bước, đồng thời dậm chân, thậm chí còn có một trận khói bụi bốc lên. Mặt đất lay động, đá vụn lúc dậm chân xuống đã khiến cho toàn bộ đá vỡ vụn. Dậm chân xuống, cả người Vương Siêu cũng thay đổi. Thì ra Vương Siêu dẫm thái bột đá. Khí lực toàn thân sung mãn bành trướng ra, khép xương kéo cao lên, áo quần toàn thân trở nên rộng thùng thình, giống như bộ dáng trong thanh xà bị kìm nén mà bùng nổ. Vốn dĩ áo quần của Vương Siêu rất rộng, dễ dàng chịu lực co giãn, nhưng bây giờ rút cốt xương huyết khiến cho cả người biến lớn ra, cường tráng giống như thần linh. Bộ công phục rộng thùng thình trên người hắn hiện tại giống như một người lớn mặc quần áo của trẻ con. Nhưng là trong nháy mắt, những người ở đây không hề có cảm giác buồn cười. Trong tâm lý mọi người đều chỉ có một cảm giác, đó chính là cảm giác áp bức, vô cùng áp bức. Bước đi, dậm chân, rút xương bành trướng. Ngay khi những biến hóa này trong nháy mắt, hóa thái, Vương Siêu cũng không dừng lại mà thân thể cong lại như một cường cung, bắn tới một phát. Cái này thật giống như một cái nỏ thật lớn thời cổ đại bắn ra tên. Vừa mới dậm một chân, tựa hồ như muốn dẫm xuyên cả mặt đất, bây giờ lại giơ tay lên cao tựa như muốn xé toạc cả trời xanh.
Đây đúng là chiêu phiên thiên ấn, dùng lòng bàn tay huy động biến hóa thành thêu thiên đạp địa. Một chiêu chống giữ, tuy trời không bị phá, nhưng lực tựa hồ phản chấn ngược lại. Trên hai trưởng của Vương Siêu, cùng với tốc độ chạy nước rút, bay thẳng đến đánh vào sáu người. Đối mặt với sáu cao thủ hóa kình có khí thế liên thủ uy phong, Vương Siêu không tránh cũng không dùng hư chiêu mà trực tiếp dùng một thức phiền thiên ấn, trực tiếp dựng thẳng lên, chạy tới, mang theo thế xé trời, uy thế mạnh mẽ đập tới. Tiếng ầm ầm ù ù chói tai vang lên, cùng với cuồng phong gào thét. Một chiêu bổ nhào tới này chính là do Vương Siêu đã mãnh liệt xông tới, dùng chân đạp mạnh, tạo ra uy thế chiến đấu, lướt qua khoảng không. Lực như thế mà xông tới thì đúng là một kích long trời. Đúng là thiên hạ vô địch. Kỳ Bá hoàn toàn nhắm hai mắt lại, trong tim kịch liệt run rẩy. Sâu trong nội tâm của hắn cũng hưng phấn tới cực điểm. Đó là bộ dáng giống như một sát thủ sắp lấy được tính mạng của thần tiên mà hưng phấn. Có cái gì có thể so sánh được với sự hưng phấn khi giết thần? Trong chớp mắt, Lữ Lão Lộc, La Phách, Lâm Hồng Vân, Miêu Khang Hy, Hồ Nhan Lương, Đô Hùng, sáu đại danh gia tâm lý khó chịu đến mức nói không nên lời. Sau khi nhìn thấy người hắn, sáu người đã quyết định sẽ liên thủ phối hợp. Vì vậy tất cả cùng bước ra một bước chuẩn bị động thủ. Một bước này của họ vô cùng ăn ý, hơn nữa cảm giác vô cùng hòa hợp. Bọn họ tin tưởng chỉ cần liên thủ thì trong thiên hạ không có bất cứ gì có thể chống đỡ được bọn họ. Ngươi phòng ngự, ta phản công, công thủ vẹn toàn. Nhưng bọn họ thật sự không ngờ tới, Vương Siêu ở trước mặt lại dùng cứng chọi cứng, dùng mạnh phá mạnh, cứ thế mà tới, hơn nữa uy thế còn rất hung hãn. Trong con người của Lữ Lão Lộc hiện lên thân thể cao lớn của Vương Siêu đang lướt đến. Bên cạnh thân thể, thậm chí còn có thể thấy vài tia không khí bị nứt ra. Khi hai quyền như sắt đen mãnh liệt đánh tới, thì rốt cuộc Lữ Lão Lộc đã không thể giữ được bình tĩnh, đột nhiên nảy sinh ra ý niệm chạy trốn. Chương 320: Dùng tay bóp nát não. Thì ra hắn chính là bị hù dọa đến mức ruột gan nhộn nhạo. Bây giờ Vương Siêu lại đánh tới với khí thế cuồng bạo như vậy thì rốt cục hắn đã mất tinh thần. Bất chấp đội ngũ đang phối hợp lại, liên tục lắc mình, dùng hà cung thối bộ tránh mũi nhọn. Khó khăn lắm sáu người mới tâm ý tương thông, ngay cả hơi thở cũng hòa làm một, chuẩn bị cùng với hắn tiến lui thì trong nháy mắt, Lữ Lão Lộc lại mất tinh thần thối lui. Năm người kia cực kỳ mẫn cảm, khi Lữ Lão Lộc vừa lui bước thì bọn họ cơ hồ đều đồng thời cảm giác được, lập tức ảnh hưởng đến đấu trí của bọn họ. Đối mặt với hai quyền của Vương Siêu đang đánh tới, năm người cũng bất chấp tất cả, không còn liên thủ nữa, tự mình thi triển ra thân pháp của bản thân mà thối lui. Không thể không nói, những người này khổ luyện thân pháp, né tránh địch thật vô cùng lợi hại, linh hoạt, xảo diệu. Lữ Lão Lộc dùng hà cung thối bộ, Đồ Phách dùng trạc cước cũng là thoái công tuyệt vời, hai chân như một, thân thể tiêu thất bay ra ngoài. Mà tam hoàng pháo trùy na di bộ của Đồ Hùng lại càng trầm ổn nhanh nhẹn, như bánh xe xoay cuồn cuộn, hai chân xảo diệu cũng né được. Nam quyền áp tử bộ của Miêu Khang Hy dùng hai tay triển khai cũng chạy như bay. Vương Siêu vừa phóng tới thì sáu người đã như chim, thấy động bay đi. Sáu người tản ra như chim liền khiến tâm lý của Vương Siêu được buông lỏng. Nếu như sáu người này liều mạng, khi mình vừa phóng tới bọn họ đột nhiên phát lực, liều mạng ngăn cản mình, thì như vậy thắng thua gì vẫn là 50-50. Đáng tiếc, Lữ Lão Lộc là người có công phu cao nhất trong sáu người, nhưng lại là tránh né đầu tiên, khiến cho việc sáu người liên thủ bị thất bại. Sáu người tản ra, Vương Siêu lập tức như hổ lao vào bảy linh dương. Hắn đuổi theo một người đang chạy trốn là Hồ Nhan Lương, dùng phiên thiên ấn đánh vào sau lưng đối phương. Hồ Nhan Lương luyện chính là bát quái trưởng. Đối với am hiểu về bát quái thì Vương Siêu chính là bậc thầy trong bậc thầy. Phương hướng né tránh của đối phương làm sao mà thoát được dự đoán của hắn? Hơn nữa, bộ pháp của Hồ Nhan Lương làm sao mà có thể nhanh bằng Vương Siêu? Thấy tiếng gió sau lưng, Hồ Nhan Lương vội vàng xoay người, song trưởng vung ra. Trưởng của hắn mang theo lực đạo trầm ổn, mạnh mẽ hướng về cổ tay của Vương Siêu. Cổ tay Vương Siêu lật lại, song trưởng rút lại, dùng cánh tay lớn va chạm cùng một chỗ với Hồ Nhan Lương. Hồ Nhan Lương vốn là bang đại yêu viên, cánh tay cánh chân đều thô to, nhưng bây giờ so với Vương Siêu thì nhất thời lộ ra vẻ gầy ốm như que củi, giống như tay của người lớn so với con nít. Cơ bắp bị đè ép khiến cho hắn vô cùng đau nhức. Khủng khiếp quá! Hai tay Hồ Nhan Lương đau nhức,
cấp bách co rút lại, bị Vương Siêu tiến đến mãnh liệt đè lên, dùng lực vô cùng lớn ấn xuống. Trong nháy mắt, khi thấy cảnh này, Kỳ Bá đột nhiên khẩn trương đến mức chảy mồ hôi đầm đìa, khí nóng trên đầu cũng xông ra, nhưng thân thể của hắn vẫn như trước không chút sức mẻ. Cũng chưa người nào cảm giác được có sự kỳ quái, bởi vì những người đây đã sớm mồ hôi đầm đìa. Cũng chưa người nào nhìn qua, đại hán Kỳ Bá đang đầm đìa mồ hôi thì trong nháy mắt, Mai Hoa Trâm đang âm thầm sau lưng đã biến mất vô ảnh vô tung. Hoa Mai Trâm được sát thủ Kỳ Bá tập trung toàn bộ tinh thần, ngón tay trong lúc đó trà sát bay ra. Cương châm rất nhỏ, lại xoay tròn với tốc độ rất cao bắn ra, cho dù nhãn lực cao cường thì cũng khó có thể nhìn thấy. Cơ hồ không để lại một màn tuyến nhỏ nhỏ. Trong tích tắc đó đã bắn tới huyệt vị của khe hở khép xương sau ót của Vương Siêu. Kỳ Bá nổi tiếng là bậc thầy về ám khí Hoa Mai Trâm. Lần này bắn châm đã chọn đúng khe hở sau ót của Vương Siêu. Một khi đi vào thì không hề gặp trở ngại, lập tức phá hủy hệ thần kinh khiến cho người ta trong chốc lát tử vong. Hơn nữa vừa rồi, Kỳ Bá quả thực đã chớp thời cơ rất chính xác. Nhân lúc Vương Siêu phóng tới, nhất định sau khi xuất chiêu xong sẽ trong nháy mắt quay lại, bởi vậy nên chỉ có vài giây cơ hội. Chỉ có loại cao thủ đã trải qua thiên trùy bách luyện ám sát như hắn mới có thể nắm được thời cơ chuẩn xác như thế. Vừa rồi toàn bộ tinh thần đều chăm chú vào các cao thủ, nhưng khi Kỳ Bá ra tay, rốt cuộc cũng lôi được chú ý của Vương Siêu. Hắn không ngờ hai người Tư Đồ Quân, Tư Đồ Nguyệt lại dám ở địa bàn của hắn ám sát. Việc này chính là phá vỡ quy tắc của trò chơi. Bản thân Vương Siêu khi ở Bắc Kinh cũng tận lực bảo vệ không phá vỡ quy tắc trò chơi. Hai người này lại có dũng khí như thế, thật sự là rất to gan lớn mật, không biết nhìn xa. Hành vi như vậy là một sự ngu xuẩn. Hai là có chỗ dựa rất lớn. Rõ ràng là Tư Đồ Quang và Tư Đồ Nguyệt là ở vế sau. Ngay lúc này, Hồ Nhân Lương bị Vương Siêu đánh ngã. Năm đại cao thủ nhìn thấy Vương Siêu đánh ngã một người thì rất hối hận. Bọn họ hối hận bởi vì đáng lẽ ra lúc nãy không nên né tránh mà phải liều mạng. Bây giờ một người đã bị đánh ngã, bọn họ cảm giác được rõ ràng là nguy hiểm. Nếu còn không liều mạng thì sẽ thua trận này. Năm đại cao thủ dồn lại vây công, so với vừa rồi thì còn mãnh liệt hơn gấp đôi, hiển nhiên là bắt đầu liều mạng. Bốn phía có năm đại cao thủ liều mạng, sau đầu có cương châm đang nhắm vào đầu, tình thế như chỉ mảnh treo chuông. Đúng lúc này thì Vương Siêu rốt cục thể hiện ra lực có thể so sánh với thần tiên. Cổ hắn mạnh mẽ rụt xuống. Vương Bát Thính Lôi, cương châm bay sượt qua đỉnh đầu. Điên cuồng hét lên một tiếng. Vương Siêu ôm lấy tứ chi, lưng cong lại như cây cung, thật giống như con rùa lớn ngàn năm, cuồng mãnh quay tròn. Quyền cước của năm đại cao thủ một lần nữa đánh vào người hắn, còn một nửa thì bị hắn hoàn toàn hóa giải. Sau khi Vương Siêu mạnh mẽ quay tròn thì thân thể đột nhiên duỗi thẳng ra, xoát một cái đã thoát khỏi thế vây công của năm người hướng về phía Kỳ Bá phóng tới. Ngay khi đứng dậy, nội tạng Vương Siêu bị chấn động, sắc mặt tái nhợt một chút, hiển nhiên là do dùng quyền cước quá độ nên bị thương. Lấy trình độ thân thể cường hãn của hắn, hơn nữa còn hóa giải nửa phần lực mà lại có thể bị thương. Điều này cho thấy quyền cước của năm người này hung mãnh tới cỡ nào. Thế nhưng Vương Siêu vẫn uy mãnh như trước. Kỳ Bá phóng một châm không trúng thì biết là không ổn. Hai mắt hắn vừa nhìn lên thì chỉ thấy hai mắt đỏ như máu của Vương Siêu đã tới trước mặt mình. Lần này Vương Siêu phẫn nộ phát lực, khoảng cách hơn 10 thước chỉ như một bước, chớp mắt đã tới trước mặt Kỳ Bá. Gió lớn nổi lên, thổi trúng vào Tư Đồ Quang, Tư Đồ Nguyệt, khiến cho hai người họ phải cuống quýt lui về phía sau, thiếu chút nữa đã té chạm mông xuống đất. Sau khi Vương Siêu nhào tới, không nói hai lời đã đánh một quyền phiên thiên ấn vào đầu Kỳ Bá. Khí lưu thật lớn từ trên không hạ xuống. Trên mặt Kỳ Bá hiện ra vẻ cười lạnh. Hắn giương tay lên, đầu ngón tay bắn ra bốn thanh cương châm đâm về phía cổ tay của Vương Siêu. Nhưng mà Vương Siêu sao lại dễ dàng để cho hắn đâm chứ? Há mồm phun ra một hơi như tạc đạn, phát ra khí lưu và thanh âm thật lớn. Trong chớp mắt đã khiến cho Kỳ Bá phải thừa người ra. Máu từ tai Kỳ Bá chảy ra, hiển nhiên là màng nhĩ đã bị phá vỡ. Trong lấy cơ hội này, Vương Siêu chuyển tay tránh hướng đâm của châm Kỳ Bá, rồi đột nhiên dùng toàn lực chộp một chảo về phía thiên linh cái của lão đầu sát thủ. Lần hạ chảo này so với lúc đối phó với Lữ Lão Lộc thì còn mạnh hơn gấp đôi, hơn nữa lại nhanh đến mức khó tin, so với châm của Kỳ Bá thì còn nhanh hơn nhiều. Một bàn tay thật lớn, ngón tay như sắt đâm thủng đầu Kỳ Bá. Tay của Vương Siêu xòe ra lớn như vậy, đánh ra một chảo, dĩ nhiên đã đánh nát cả xương đầu của Kỳ Bá. Một cảnh làm cho tất cả mọi người ở đây suốt đời sẽ khó có thể quên.
Đầu của Kỳ Bá bị một chảo của Vương Siêu đánh nát bấy, thật giống như lúc trứng gà vỡ. Máu tươi cùng với não tương, còn có xương đầu, nước bắn tung tóe. Vương Siêu dùng khuỷu tay thúc vào thân thể không đầu của lão sát thủ này, khiến nó bị bắn bay đi như đạn pháo, đập mạnh vào tường.